Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ chỉ giới thiệu cách các bạn kiếm được 5 cent rưỡi một người bằng cách đào app TikTok Lite tại Nhật. Sau khi các bạn nhận vào link mình bỏ phần comment, thì các bạn hãy đào giúp mình app TikTok Lite về mọi nhà. Và hãy nhớ chúng ta phải đào bằng 4G chứ không được đào bằng Wi-Fi. Sau khi đào app TikTok Lite về thì các bạn không được mở ngay đến app, mà các bạn hãy quay trở lại lên ban đầu mình giới thiệu để nhận vào nút màu vàng này. Chúng ta sẽ tham gia sang ca sử. Sau khi sang ca sử thì chúng ta sẽ nhập những thông tin cần thiết như là sở thích của mình đấy, rồi chúng ta cùng đăng ký. Và chúng ta sẽ đăng ký ở nút này đấy. Chúng ta sẽ có thể đăng ký bằng Gmail hoặc số điện thoại, mà những cái Gmail số điện thoại chúng ta chưa từng sử dụng lần nào để tạo TikTok được đó nhé. Sau khi tạo tài khoản xong thì các bạn nhập vào ô khóa thằng này đấy. Nó sẽ hiện ra màn hình như thế này, thì các bạn đã tạo được một tài khoản được điều kiện để kiếm tiền ở đấy. Các bạn nhớ check in vào những cái ô này này và đủ 10 ngày liên tục thì các bạn sẽ nhận được 5 cent rưỡi nhé. Bên cạnh đó các bạn có thể xem video cũng có thể kiếm tiền, thả tim cũng có thể kiếm tiền. Trong vòng 10 ngày các bạn sẽ kiếm hơn 5 cent rưỡi đấy. Thì dài dài mình không thử. Và tiền đó chúng ta có thể quy đổi qua các cái tên pay cũng như PayPay. Chúc các bạn thành công.